Chào mừng quý vị đã đến với kênh Tình Chiến Sự. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quân đội Nga đã phát hiện và phá hủy một khu vực kiên cố của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine tại một trong những khu định cư đã được giải phóng của tỉnh Kherson, bố trí trong trường học bên cạnh các tòa nhà dân cư. Họ tìm thấy một lượng lớn vũ khí và đạn dược trong tòa nhà, Bộ Quốc phòng thông báo. Tại trường học đã tìm thấy súng cối và hàng trăm viên đạn, vài nghìn hộp tiếp đạn với nhiều cỡ nòng khác nhau, súng phóng lựu, hệ thống tên lửa phòng không di động và súng chống tăng LAVK. Trong tầng hầm của trường, những người theo chủ nghĩa dân tộc trang bị chỗ nghỉ ngơi, nấu ăn, trạm y tế, đồng thời tổ chức nơi chế tạo các thiết bị nổ tự chế. Tòa nhà đã được kiểm tra về vật dụng nổ. Tất cả đạn dược tìm thấy và vũ khí thu được đã được đưa ra ngoài để chuyển giao cho các đơn vị dân quân của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Lựu đạn tự chế và các vật dụng nổ khác do những người theo chủ nghĩa dân tộc chế tạo với thành phần sát thương bằng đinh vít và đinh đã được các kỹ sư quân sự kiểm tra, sau đó chúng được đưa đi tiêu hủy. Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng Ukraine, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Đồng thời, ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt 8 năm qua. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraine, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu, làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraine. Clip hai Moldova triệu tập đại sứ Nga sau tuyên bố mở đường đến khu vực ly khai. Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Âu của Moldova đã triệu tập đại sứ Nga tại nước này sau một tuyên bố từ phía Moscow rằng quân đội Nga đang nhắm mục tiêu kiểm soát hoàn toàn miền nam Ukraine và tiếp cận Moldova. Truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này đang nhắm mục tiêu thiết lập kiểm soát hoàn toàn tại khu vực miền nam Ukraine trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời quyền chỉ huy quân khu trung tâm của Nga, Thiếu tướng Rustam Minnikov, cho biết mục đích của động thái này là tạo ra một hành lang trên bộ giữa khu vực do NBA phía đông Ukraine và Crimea. Ông Minnikov nói thêm rằng việc kiểm soát đối với miền nam của Ukraine sẽ cho phép các lực lượng Nga tiếp cận Transnistria, một khu vực ly khai ở Moldova, nơi một đội quân Nga đã đóng quân từ đầu những năm 1990. Transnistria là vùng đất hẹp nằm giữa sông Dnister và biên giới Moldova, Ukraine, có dân số hơn 500.000 người. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, khu vực này đòi ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào tháng 3 năm 1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm 1992. Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Âu của Moldova cho biết đã ghi nhận những tuyên bố của đại diện Bộ Quốc phòng Nga và bày tỏ quan ngại sâu sắc về những tuyên bố của quan chức Nga. Bộ Ngoại giao Moldova coi những tuyên bố này là vô căn cứ và mâu thuẫn với quan điểm của Nga về ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước chúng tôi theo đường biên giới, được quốc tế công nhận. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Moldova cũng triệu đại sứ Nga để bày tỏ quan ngại sâu sắc, tái khẳng định Moldova là một quốc gia trung lập và nguyên tắc này phải được tôn trọng bởi tất cả các bên quốc tế, bao gồm cả Liên bang Nga. Kính thưa quý vị, Mỹ vừa tuyên bố sẽ cấp gói viện trợ 1,3 tỷ USD cho Ukraine, trong đó gồm 140.000 viên đạn và nhiều vũ khí hạng nặng khác. Mỹ sẽ gửi một gói vũ khí mới trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine và hỗ trợ tài chính trực tiếp 500 triệu đô la Mỹ khi người dân Ukraine cố gắng chống đỡ các cuộc tấn công mới của Nga vào miền đông và miền nam của đất nước này. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép Azota ở thành phố Mariupol bị bao vây, nơi hàng nghìn quân đội Ukraine cũng như dân thường đang đóng quân, thay vào đó tiếp tục phong tỏa cơ sở. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga muốn thể hiện những thành công đáng kể trước ngày chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Ukraine cũng trình bày kế hoạch ngăn chặn nguồn tài chính của Nga qua nguồn thu từ dầu khí bằng cách kêu gọi EU và các bên hạn chế các lĩnh vực chính của Nga như ngân hàng, năng lượng, vận tải và hoạt động xuất nhập khẩu. Lãnh đạo đa số Hạ viện Stanihoger cho biết ông đảm bảo với Thủ tướng Ukraine rằng các gói viện trợ bổ sung của Mỹ sẽ giúp Ukraine có đủ đạn dược để chống lại các lực lượng quân đội Nga. Tôi đã nói với ông ấy, phản ứng của tôi là cần bao nhiêu cho bấy nhiêu, ông Hoger nói với các phóng viên sau khi rời cuộc họp với Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal trên đồi Capitol. Ông Shmyhal đã yêu cầu Mỹ cung cấp các loại hệ thống vũ khí khác nhau và đạn dược trong cuộc họp. Ông nói, rõ ràng chúng ta cần đảm bảo kho đạn đầy đủ. Chúng ta không thể hết đạn. Chúng ta sẽ làm điều đó.
Cuộc họp lãnh đạo lưỡng đảng diễn ra sau khi ông FB Han gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Sau cuộc họp đó, ông Biden thông báo rằng Mỹ sẽ gửi thêm 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine. Mới đây, Nhà Trắng đã cho công bố hình ảnh cuộc họp giữa Biden với Thủ tướng Ukraine. Nhà Trắng đã công bố một bức ảnh về cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal. Cuộc họp không có trong lịch trình công khai của ông Biden và không mở cửa cho báo chí. Nhưng bức ảnh chụp hai lãnh đạo được cho là mang tính biểu tượng lớn và mức đánh giá cao mà Tổng thống Mỹ dành cho cá nhân Thủ tướng Shmyhal và cả Ukraine. Gói hỗ trợ mới bao gồm các loại pháo hạng nặng, hàng chục khẩu pháo các loại khác và 140.000 viên đạn cho các lực lượng Ukraine trong cuộc chiến ở khu vực phía đông Donbass. Mỹ và các đối tác của chúng tôi đang tiếp tục cung cấp cho Ukraine các thiết bị mà họ cần để bảo vệ quốc gia của mình, ông Biden nói. Hôm nay, tôi thông báo sẽ gửi thêm viện trợ trị giá 800 triệu USD nữa để tăng cường thêm lực lượng Ukraine ở Donbass, ông nói thêm. Ông Biden tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine và chỉ ra động thái có thể khiến Nga phải trả giá rất đắt. Ông Biden còn tuyên bố rằng Mỹ sẽ không cho phép các tàu gắn cờ Nga cập cảng Mỹ trong nỗ lực mới nhất nhằm trừng phạt Nga vì chiến dịch tại Ukraine. Điều đó có nghĩa là không một con tàu nào treo cờ Nga hoặc do các thực thể của Nga sở hữu hoặc điều hành sẽ được phép cập cảng Mỹ hoặc tiếp cận các bờ biển của chúng tôi, ông Biden nói trong phát biểu tại Nhà Trắng. Nga sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp nếu ông Putin ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ European của Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland yêu cầu đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Bà trả lời rằng bà không thể loại trừ kịch bản xấu, đồng thời nhấn mạnh nếu Nga có hành động như vậy, thì đó sẽ nhận hậu quả khủng khiếp. Tuy nhiên, bà từ chối cung cấp bất cứ chi tiết nào về phản ứng tiềm ẩn từ phương Tây, thay vào đó nói rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ đưa tình hình lên một cấp độ căng thẳng mới. Cùng với đó, bà khẳng định sẽ Ukraine sẽ không bị bỏ rơi. Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về mặt quân sự cho nước này. Còn về phần mình, Tổng thống Nga ông Putin cũng nói về khả năng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Tại cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 22 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng khả năng ông gặp Tổng thống Ukraine Zelensky phụ thuộc vào kết quả cụ thể của các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Cũng tại cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã thông báo tóm tắt cho Tổng thống Nga Putin về các cuộc tiếp xúc của ông với các nhà lãnh đạo Ukraine trong chuyến thăm Kiev gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cũng thông báo cho ông Michel những đánh giá chính về chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine và cho biết Nga đang thực hiện các bước nhằm bảo vệ dân thường ở Ukraine, bao gồm việc mở các hành lang nhân đạo hàng ngày, cũng như tuyên bố áp dụng trạng thái yên tĩnh để sơ tán an toàn dân thường khỏi các vùng chiến sự. Cuộc điện đàm được diễn ra sau khi ông Charles Michel có chuyến thăm tới Kiev hôm 20 tháng 4. Đây cũng là chuyến thăm của nhà lãnh đạo EU thứ 4 tới thủ đô Ukraine trong những tuần gần đây. Tổng thống Zelensky báo tin vui của Ukraine. Hãng tin Sputnik cho biết, ông Zelensky nói Ukraine đã bắt đầu nhận được các loại vũ khí mà họ mong muốn từ các đối tác nước ngoài. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết hôm qua rằng Ukraine bắt đầu nhận được từ các đối tác nước ngoài các loại vũ khí mà họ yêu cầu. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể là loại vũ khí nào. Tôi biết ơn các đối tác của chúng tôi, những người cuối cùng đã lắng nghe chúng tôi, những người đang cung cấp cho chúng tôi thứ mà chúng tôi yêu cầu. Chính phủ Đức thông báo sẽ giải ngân hơn 1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong lúc Kiev và nàng Berlin không chuyển vũ khí hạng nặng. Một phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết, họ có kế hoạch dành hơn 1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Khoản tiền này sẽ nằm trong ngân sách bổ sung của năm nay. Khoản tiền này sẽ được Ukraine dùng để mua thiết bị quân sự. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner sau đó đăng trên Twitter rằng hỗ trợ huấn luyện quân sự sẽ được tăng lên 2 tỷ euro, tức khoảng 2,16 tỷ đô la Mỹ, phần lớn số tiền sẽ được dành cho Ukraine. Thủ tướng Đức đã yêu cầu điều này ngay từ đầu. Đức tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi bị Ukraine và một số đối tác thuộc Liên minh châu Âu EU, trong đó có Ba Lan và các nước Baltic, chỉ trích vì thiếu hỗ trợ vũ khí cho quốc gia Đông Âu khi chiến sự với Nga đang diễn ra. Ukraine hồi đầu tuần từ chối chuyến thăm của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói muốn Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới thăm Kiev. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức nói chưa có kế hoạch thăm Ukraine trong thời gian tới. Thủ tướng Đức đang đối mặt với áp lực yêu cầu tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ông bị chỉ trích vì do dự trong chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2 nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo đoàn xe chở vũ khí từ Mỹ và các nước NATO sẽ bị coi
là mục tiêu tấn công khi tiến vào lãnh thổ Ukraine. Điện Kremlin ngày 15 tháng 4 tuyên bố giải phóng Ukraine khỏi các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa là thuật ngữ Nga dùng để chỉ các đơn vị vũ trang cực hữu tại Ukraine, trong đó có tiểu đoàn Azov và tiểu đoàn Donbas trực thuộc vệ binh quốc gia Ukraine. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin chiến sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có ý kiến như thế nào, xin vui lòng để lại bình luận và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.